Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về chủ đề sống độc thân như thế nào để vẫn vui vẻ. Mình làm chủ đề này là vì theo thống kê vào năm 2019, có tới 10,1% dân số Việt Nam, tương đương khoảng 9,6 triệu người chọn cách sống độc thân, và con số này vẫn đang tăng. Mọi người chọn cách sống độc thân thì cũng có nhiều lý do. Có người là vì muốn tự do quyết định cuộc đời mình, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Cũng có người là vì không còn niềm tin vào tình yêu hôn nhân gia đình sau một sự đổ vỡ nào đó. Và cũng có người là vì hoàn cảnh bắt buộc, không có duyên với ai, không có ai thích mình cả, nên đành chịu sống độc thân. Có người là vì muốn dành toàn thời gian để thực hiện một tham vọng gì đó. Và cũng có người cực kỳ đáng quý, chọn cái sống độc thân vì một lý tưởng nào đó. Ví dụ như là một người có lòng thương người, lòng từ bi rộng lớn sẽ chọn cách sống độc thân để dành toàn thời gian giúp đời giúp người. Những vị xuất gia tu hành chân chính là một trong số đó. Lý do chọn cách sống độc thân thì có nhiều lý do, nhưng chỉ trừ những người có lòng từ bi, lòng thương người rộng lớn. Còn lại, tất cả chúng ta khi chọn cách sống độc thân đều trải qua hoặc lo sợ về nỗi cô đơn trong tương lai. Vì vậy, hãy cùng mình thảo luận về vấn đề cô đơn này sâu hơn nhé. Có phải khi cô đơn, bạn thường nghĩ ngay tới việc là hay là mình tìm người yêu rồi lập gia đình để hết cô đơn? Nếu vậy thì bạn đã chọn sai giải pháp, vì theo thống kê là có tới hơn 60% người cô đơn là người đã kết hôn và chỉ có 40% người cô đơn là độc thân thôi. Vậy nên việc kết hôn không đảm bảo sẽ giải quyết được nỗi cô đơn trong lòng mình. Trên thế giới thì vẫn chưa tìm ra cách giải quyết triệt để sự cô đơn, và tình trạng cô đơn trên thế giới đang ở mức nghiêm trọng tới mức mà Nhật và Anh đã thành lập hẳn một bộ gọi là bộ chấm cô đơn. Các nghị sĩ của Nga cũng đang đề xuất thành lập bộ chấm cô đơn. Tiến sĩ tâm lý học Guy Winch còn cho biết, trong tương lai, cô đơn sẽ là đại dịch gây giảm tuổi thọ tương đương với việc hút tới 15 điếu thuốc một ngày, thậm chí còn lớn hơn nguy cơ bị béo phì gây ra, và sẽ có khoảng 40% dân số sẽ chịu nỗi đau thống khổ của sự cô đơn trong suốt cuộc đời của họ. Và vì những tác hại này, nên nếu bạn giải quyết được nỗi cô đơn thì bạn đã tiết kiệm được khá nhiều tiền, vì bạn không phải tốn tiền để chữa những căn bệnh do sự cô đơn gây ra. Hãy cố gắng xem hết video nha. Ok, rồi giờ vào vấn đề, nguyên nhân vì sao mà người ta lại cô đơn? Cô đơn có nguyên nhân gốc rễ từ đâu mà kể cả những nước có nền giáo dục, khoa học, tâm lý học phát triển như Anh, Mỹ, Nga vẫn không giải quyết được? Mình thì chẳng phải là nhà tâm lý học gì, nhưng mình may mắn biết và cảm nhận được rằng sự cô đơn có nguồn gốc từ việc một cộng đồng bị thiếu tình thương yêu và đề cao cái tôi. Mọi người thử ngẫm nghĩ xem cái điều mà mình vừa nói có đúng không nha. Khi mà một cộng đồng toàn là những người đề cao cái tôi, cứ muốn là khác biệt nè, muốn tôi là tôi nè, muốn là chính mình, muốn yêu bản thân mình trước đi, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, thì cộng đồng đó cũng toàn là những người không thể tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống và suy nghĩ từ những người xung quanh. Khi không thấy sự đồng điệu với bất kỳ ai thì hệ quả tiếp theo là việc chia sẻ, đồng cảm, thấu hiểu giữa người với người sẽ trở nên rất khó khăn. Mình có vấn đề gì mình cũng không chia sẻ với ai, vì mình biết mình khác với những người xung quanh, họ không giống gì mình nên mình không chia sẻ được. Và cứ thế nên là chúng ta sẽ càng thu mình lại và càng cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa một biển người. Điều này còn được làm rõ hơn bởi một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Personality and Individual Difference, Pareto và Cộng sự năm 2020. Nghiên cứu này nói rằng những người sống trong các xã hội theo chủ nghĩa cá nhân, chẳng hạn như Mỹ, xem thành công của cá nhân là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc sống, cho biết cô đơn thường xuyên hơn những người sống trong các xã hội tập thể hơn, chẳng hạn như Guatemala, nơi mà thành công của một nhóm người, chẳng hạn như gia đình, quan trọng hơn thành công của cá nhân. Vì vậy, để hóa giải sự cô đơn, chúng ta phải làm ngược lại, tức là đừng đề cao cái tôi nữa, đừng xem cá nhân mình là quan trọng nữa, và phải xem lợi ích chung mới là quan trọng. Và để giảm cái tôi, giảm cái tư tưởng chỉ vì lợi ích cá nhân, thì cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã dạy một bài kinh gọi là Kinh Từ Tâm, nói nôm na là về tình thương con người và mọi loài. Khi mình thương yêu được những người xung quanh, thì cái tôi giảm theo, và sự cô đơn sẽ biến mất, dù cho người xung quanh cũng chưa hỏi thăm quan tâm gì mình. Đây là một điều các bạn có thể thấy là kỳ lạ, nhưng mà khi trải nghiệm được thì các bạn mới thấy hiệu quả tuyệt vời của nó. Thì mình cũng chẳng phải tốt lành gì đến mức luôn yêu thương được người xung quanh mình, nhưng mà mình may mắn có một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ về quy luật này. Đó là cách đây nhiều năm, khi mà nhiều chuyện đau khổ xảy đến với mình cùng một lúc. Mình vừa thất bại trong buôn bán kinh doanh, bị thua lỗ khá nhiều tiền, và cũng ngay trong lúc mình thất bại đó thì người yêu của mình bỏ mình đi. Và không những thế thì cái người bạn thân nhất của mình cũng xảy ra mâu thuẫn
và không nói chuyện với nhau được nữa. Thì lúc đó mình cảm thấy rất cô đơn và chán nản, cảm giác như là cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Mình cứ trong trạng thái đau khổ như thế nhiều ngày, cho đến một ngày nọ thì trên đường đi làm về mình gặp một cụ già ăn xin bên đường. Không biết sao, tự nhiên lúc đó mình dừng lại hỏi bà ăn tối chưa, và mình đi mua ít bánh bao tặng bà để bà ăn tối. Thì sau đó mình ra về, và trên đường về thì một điều kỳ lạ là tự nhiên mình cảm thấy cái nỗi cô đơn trong lòng mình nó không còn nữa, mặc dù rằng lúc đó vẫn không có ai hỏi thăm, quan tâm hay động viên gì mình cả. Thì mình mới chợt nhận ra, à, thì ra lòng thương người nó có khả năng hóa giải sự cô đơn trong lòng mình. Kinh nghiệm này thì một lần nữa cho thấy rằng công dụng của tình thương yêu giúp giảm cái tôi, và khi cái tôi giảm thì sự cô đơn cũng giảm. Mà mình thấy điều này cũng rất đúng luôn. Cứ lúc nào mà mình cảm thấy cô đơn thì mình xem lại tâm mình, thì đúng là lúc đó mình đang không có thương yêu ai, không có quan tâm ai. Tất cả mọi chuyện buồn vui gì của người xung quanh mình cũng không biết luôn. Tất cả những vấn đề mà mình suy nghĩ lúc đó chỉ là xoay quanh bản thân mình thôi, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, vân vân. Tình thương yêu rộng lớn nó có công dụng tuyệt vời như vậy, nhưng mà để thương yêu rộng lớn được nhiều người á thì không dễ chút nào, vì nó đi ngược lại với cái bản năng ích kỷ chỉ lo cho bản thân mình mà bất kỳ con người bình thường nào cũng có. Nhưng mà không sao, bởi vì chúng ta có những vị thầy vĩ đại dạy chúng ta cách để có thể yêu thương mọi người. Nếu bạn theo đạo Phật thì đó chính là Đức Phật, và nếu bạn theo đạo Chúa thì đó chính là Chúa Giê-xu. Mọi người có thể tham khảo thêm bài giảng Tâm Từ của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang trong mô tả hoặc comment để hiểu rõ hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi qua giải pháp về môi trường sống. Bởi vì không phải một sớm một chiều mà có thể thành tựu được lòng thương người, nên phải tạm thời dùng thêm giải pháp về môi trường. Một nghiên cứu dựa trên 5.000 người và người thân của họ ở Framingham, Massachusetts từ năm 1948 đến năm 2009 cho thấy rằng những người đang không cảm thấy cô đơn lại có xu hướng trở nên cô đơn hơn nếu có ai đó đang cô đơn hiện diện xung quanh họ. Điều này có thể giải thích là vì cảm xúc có tính lây lan. Vì vậy, nếu như mà chúng ta đang cô đơn, chúng ta hãy xem lại xung quanh mình có ai đang cô đơn không. Nếu có thì có thể họ đã lây cô đơn sang cho chúng ta. Thì giải pháp ở đây là cứ sống bình thường thôi, nhưng chúng ta phải đi đến những nơi mà có nhiều người không cô đơn để đảm bảo rằng là sự không cô đơn đó phải mạnh hơn sự cô đơn trong lòng của chúng ta. Vì nếu yếu hơn, rất có thể là những người không cô đơn sẽ trở nên cô đơn giống như chúng ta, và kết quả là chẳng có gì tốt lên. Theo kinh nghiệm của mình, những tập thể nơi mà những điều thiện và tình thương yêu được dạy và thực hành thực sự chính là nơi có nhiều cảm xúc không cô đơn nhất. Vào đó là đảm bảo nhất, vì sẽ có nhiều người đang thực tập điều thiện, thực tập thương yêu, và họ sẽ truyền cảm xúc không cô đơn cho chúng ta. Một trong số những nơi mà mình thấy được điều đó chính là các đạo tràng và các chúng thanh niên thuộc Thiền Tôn Phật Quang ở núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Các bạn có thể tham gia bằng cách truy cập vào link trong mô tả hoặc comment. Lưu ý là khi đã hết cô đơn, đừng quên quay lại với những người đã lay cô đơn cho mình trước kia và truyền sự không cô đơn cho họ bằng cách thực tập lòng thương yêu, quan tâm tới họ. Vì nếu mà mình chỉ nhận lại không cho đi thì đó lại là một sự ích kỷ, đề cao cái tôi và sẽ dẫn đến sự cô đơn và đau khổ sau này. Và cuối cùng, mình xin chúc mọi người đều thành tựu được lòng thương yêu rộng lớn để cho nỗi cô đơn không bao giờ tồn tại trong lòng. Và đừng quên đón xem phần 2 để giải quyết nỗi lo khi về già không có người chăm sóc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh, like, share để giúp đỡ nhiều người khác nha.